Hello, xin chào các bạn, mình là Kim Long Trong đây. Thì ở trên kênh YouTube của mình đã nhận được một câu hỏi là cái địa chỉ ví của đồng Ethereum và Fedora này thì sẽ lấy ở đâu, và cái địa chỉ ví Bitcoin Cash này thì lâu lâu nó sẽ bị lỗi thì mình sẽ fix như thế nào. Thì ở đây trong phần deposit các bạn sẽ thấy là Ethereum nó không có địa chỉ ví, cũng như là thằng Fedora này nó không có địa chỉ ví ha. Và thằng Bitcoin Cash này, cái địa chỉ ví của nó thì lâu lâu sẽ bị lỗi. Thì bây giờ các bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản ví Remitano, thì đây là một trong những cái ví mà các bạn có thể sử dụng nó để sau khi mà các bạn tổng hợp tất cả các coin này ở đây và các bạn chuyển về ví Remitano, thì từ ví Remitano các bạn sẽ chuyển về lại tài khoản ngân hàng của mình. Thì đường link để tạo cái ví Remitano mình để ở dưới phần mô tả video, các bạn nhấp vào link giúp mình nha. Và đây là giao diện của trang web Remitano. Sau khi mà các bạn nhấp vào đường link, các bạn chỉ cần nhấp vào đăng nhập hoặc đăng ký, thì các bạn có thể sử dụng là tài khoản Google hoặc là Facebook hoặc địa chỉ email của bạn để các bạn đăng ký. Khi mà các bạn nhấp vào đăng ký thì các bạn sẽ làm theo các bước hướng dẫn, như là tên user của các bạn, mật khẩu, nhập là mật khẩu, và các bạn sẽ xác nhận. Sau đó các bạn sẽ vào email hoặc là vào Facebook hoặc là vào địa chỉ Google của các bạn để xác nhận thêm một lần nữa. Sau khi các bạn xác nhận xong thì nó sẽ ra giao diện như thế này. Các bạn vào phần bảng điều khiển ví, các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy ở đây là có Bitcoin Cash và Ethereum. Đối với đồng Bitcoin Cash thì các bạn sẽ có hai định dạng, hai dạng ví ha, một là Cash ADDR hoặc là BCH. Thì mình thường đào là đang làm cái định dạng BCH nên các bạn sẽ chọn cái BCH này ha, và các bạn nhấn copy vào clipboard. Đồng Ethereum thì cũng như vậy, các bạn vào phần nạp. Và ở đây chỉ có một định dạng ví thôi ha, thì các bạn nhấn copy vào clipboard. Xong sau đó các bạn sẽ về lại ví Firstbay của mình và các bạn vào phần link address. Rồi ở đây các bạn sẽ dán cái địa chỉ ví hồi nãy của thằng Ethereum vào, và các bạn đặt tên cho nó là Remitano. Gạch nối ETH, tức là Ethereum nha các bạn. Và các bạn chọn coin ở đây là đồng Ethereum. Xong sau đó các bạn sẽ nhấn link. Rồi, vậy là nó đã có ở đây ha. Khi mà các bạn đào coin thì các bạn chỉ cần vào cái phần link address này. Đối với đồng Ethereum hoặc là Bitcoin Cash các bạn làm tương tự. Các bạn vào đây là các bạn chỉ cần chọn cái đường này và các bạn copy nó và các bạn dán vô trong cái trang web đào coin là các bạn sẽ đào về được nha. Các bạn lưu ý là các bạn phải làm cái bước link này về ví Firstbay. Chứ nếu các bạn lấy cái đường link từ cái ví Remitano thì mình không đảm bảo là nó sẽ về được ví Firstbay, và đôi khi bạn sẽ mất luôn cái đường coin bạn mới vừa đào nha. Các bạn lưu ý. Còn về đồng Fedora thì mình sẽ làm một cái ví dụ để lấy cái địa chỉ ví đồng Fedora cho các bạn thông qua một trang web, và trang web này cũng có thể đào được tất cả 12 loại coin có trong ví Firstbay. Các bạn chỉ cần nhấp vào phần link dưới phần mô tả video nha. Rồi sau khi mà các bạn nhấp vào cái đường link dưới phần mô tả video, nó sẽ hiện một trang web như thế này ha. Các bạn qua lại ví Firstbay, các bạn vô phần deposit và các bạn chọn copy đồng Dogecoin giúp mình. Sau đó các bạn sẽ quay lại trang web hồi nãy, các bạn chỉ cần dán cái địa chỉ ví vào, bạn nhấn login. Các bạn tích vào đây. Sau đó các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ nha. 27.21 Next GV cách 1 cách SSG cách 0078 Next Network cách ID Verify. Rồi các bạn nhấn claim nha. Sau đó các bạn sẽ thực hiện thêm một nhiệm vụ nữa từ trái qua phải mình nha. A là 8 nè. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Rồi các bạn chờ 4 giây. Rồi các bạn nhấn Get Reward giúp mình. Đó, các bạn thấy ha. Là 15.911.089 BTC ở đây nó bị lỗi cho bạn. Thế ra là đồng Phase đã gửi vào ví Firstbay.
Thì ở đây một ngày nó cho mình là 15 lần để lên và cách nhau là 5 phút cho các bạn, do là sáng giờ mình làm hết 12 lần để mình test rồi và nó vẫn nằm yên trong ví của mình ha. Rồi chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn.